xin chào các em nhỏ đáng yêu. Hôm nay các em sẽ cùng cô học tập đếm số nhé. Các em đã sẵn sàng chưa nào? Chúng ta cùng học bài nhé. Số 1. Số 1. Số 1. Quang. 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 Số 2. Số 2. Số 2. Tu. 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 Số 3. Số 3. Số 3. Ri. 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 Số 4. Số 4. Số 4. Pho. 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 Số 5. Số 5. Số 5. Phai. 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 Số 6. Số 6. Số 6. Xích. 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 Số 7. Số 7. Số 7. Seven. 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 Số 8. Số 8. Số 8. S. 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 Số 9. Số 9. Số 9. Nine. 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 Số 10. Số 10. Số 10. Ten. 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 Nào bây giờ các bé cùng đọc lại với cô nhé. Số 1. Số 1. Số 1. Quang. Quang. Số 2. Số 2. Số 2. Tu. 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 Số 3. Số 3. Số 3. Ri. 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 Số 4. Số 4. Số 4. Pho. 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 Số 5. Số 5. Số 5. Phai. 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 Số 6. Số 6. Số 6. Six. 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 Số 7. Số 7. Số 7. Seven. Seven. Số 8. Số 8. Số 8. S. 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 Số 9. Số 9. Số 9. Nine. 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 Số 10. Số 10. Số 10. Ten. 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 Các bé đã nhớ hết chưa nào? Cảm ơn các bé đã theo dõi bài học. Hẹn gặp lại các bé ở video sau.